các doanh nghiệp đã yêu cầu chúng tôi đào tạo cho nhân sự mới mỗi khi mà có phát sinh. Bởi vì trước đây chúng tôi đã triển khai chương trình đào tạo này cho các nhân sự hiện tại. Và các doanh nghiệp cũng muốn rằng là các nhân sự mới được đào tạo bởi chương trình trước đây mà chúng tôi đã xây dựng. Và nếu như vậy thì doanh nghiệp sẽ cần phải trả một mức phí lặp lại nhiều lần cho chúng tôi. Và cứ mỗi khi mà có nhân sự mới được tuyển dụng về thì lại phải cần thêm một cái dịch vụ để đào tạo như vậy. Thay vì doanh nghiệp phải trả nhiều lần và mất nhiều chi phí mỗi khi mà phát sinh nhân sự mới, thì chúng tôi sẽ xây dựng ra một cái chương trình đào tạo. Và trong đó chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cái chương trình này sẽ được thiết lập riêng cho sản phẩm của công ty, cũng như là chúng tôi sẽ hoàn toàn chuyển giao để doanh nghiệp đó có một hệ thống và đào tạo tự động cho các nhân sự mới ở tương lai. Và điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí, cũng như là có thể chuẩn hóa được tất cả những nhân sự mới mỗi khi mà có phát sinh mới và được tuyển dụng vào công ty. Và đội ngũ nhân sự này sẽ tiếp cận nhanh chóng công việc, cũng như là được chuẩn hóa theo đúng quy trình mà trước đây các nhân sự cũ đã được đào tạo và chuyển giao. Và đây cũng là một động lực quan trọng để chúng tôi tạo ra chương trình này. Và nếu bạn thực sự đang cần một gói giải pháp liên quan đến việc triển khai một chương trình đào tạo và chuẩn hóa theo chương trình riêng của công ty, một chương trình đào tạo cho kỹ sư, và quan trọng hơn là được chuyển giao và hướng dẫn sử dụng để sử dụng nó trọn đời, bạn có thể inbox thông tin và đặt lịch cùng chúng tôi để chúng ta cùng nhau xây dựng ra một cái chương trình đào tạo riêng cho các bạn.